Quảng Châu xịn nho em luôn với chị nhí, quần em mặc này. Đây, đẹp dã man luôn, mông miếc đẹp cho em tròn này. Để cho co giãn là một thoải mái cực kỳ luôn, mà nó là chất kaki các chị à, nó không phải chất umi như người ta hay bán đâu. Em tặng khách hàng cho em với giá là 120 một cái, 2 cái 200 các chị nha. 120 một cái, 2 cái 200, có 3 size M, L, XL cho em 40, cho em đến là 62 cân mặc thoải mái cho em luôn. Chiều lấy quần này lên cho em là quần cái gì là quần, quần idol. Quần idol cho em các chị nhá. Cái này tận nhiều idol mặc lắm, mẹ hay có quần này, nhưng mà các chị mua hàng cái hàng mà vải kaki xịn nhà em thì hiếm lắm các chị ơi. Đây, lấy nha em mã quần idol dùm em các chị nhá, hàng Quảng Châu xịn cho em luôn, hai màu cơ bản là trắng và đen. Là chất kaki mềm mặc sướng và không bị lộ nhá các chị nhá, không bị lộ này. Nếu các chị mà mua những cái chất kia là sẽ bị lộ mu mặc cái xấu gì à, nhưng con này nhà em thì không này. Lên mông miếc đẹp cho em luôn, tròn quả xinh. Lên cho em mã quần idol kèm xuống đây cho em. Được chưa? 120 cái, 2 cái 200, chất kaki mặc sướng lắm. Cạp khóa của nó là khóa cạp kéo sau các chị nhá. Phía trước cạp như thế này, đẹp lắm, cho xinh lắm, co giãn mềm sướng lắm. 120 cái, 2 cái 200, không phải mặc hàng Việt Nam lắm gì. Cứ hàng này chơi cho em, sướng mà mềm mà thích lắm. Về mic sock này, à về mic phông này, mic sơ mi đẹp cực kỳ cho em, dáng nó lỡ lỡ này. Các chị mặc không đi giày thao xinh cực, xinh dã man cho em luôn. Lên cho em mã quần idol kèm xuống đây cho em nhá. Lên cho em mã quần này là cho em là quần idol kèm xuống đây cho em. Chia khách hàng 120 cái, 2 cái 200. Thích màu đen thì trang mặc lên cho em quần idol màu đen, mà thích màu trắng lên cho em quần idol màu trắng, tốt nhất lên lịch 2 cái. Về mix đồ sướng lắm. Đúng rồi ạ, 120 cái, 2 cái 200, nhìn mác mua này. Nhìn mác mua các chị yêu nha. Nhìn mác mua nha. Mua hàng chuẩn Quảng Châu cho em luôn, không phải mua hàng vớ vẩn làm gì. Sơ mi trang mặc lên cho trang là sơ mi cà vạt mặt cười cho em. Cà sơ mi cà vạt mặt cười hàng siêu cấp luôn. Con này em bán là 260, nhưng trong này em sale có tình yêu còn 179.000 đi. 260 nhưng xong này sale 179, nhà hàng nó không có hàng đâu, có chị tranh thủ lấy nhá. Sale 179 cho em. Đấy, sơ mi nhà em rất là đẹp luôn, cực đỉnh. Cơ sao cà vạt mặt cười rồi cứ quay là người ta vừa đặt tên xong rồi quay ra lại cãi một tên là sao nhỉ? Quần idol hai cái chị Hùng Hùng Dương có đơn cho em này. Quần idol kèm số điện thoại cho em, các chị nhớ cho em. Quần này nhà em là quần chất kaki, nó không phải là chất mì như hàng hàng Việt Nam làm, mà nó siêu co giãn luôn, các chị nhìn thấy chất không? Rất là đẹp. Cái này các chị mặc cho em 4 mùa cho em luôn, chung mix đồ rất đẹp. Nên mình mix là áo len này hoặc áo phông nhá, rất là dễ mặc cho em luôn. Đây các chị nhìn chất này. Đấy, MLX cho em chị ơi, MLX cho em 40 đến 63 cân cho em. M từ 40 cho em đến cho em 52 cân, L cho em đến là 57 cân và XL đến cho em 62 63 cân, co giãn cực tốt luôn. Và vấn đề đó là hàng xịn Quảng Châu cho em, chất kaki rồi em các chị nhá. Đấy, mặc đẹp cực kỳ luôn, các chị mix đồ sướng lắm đây. Co giãn sướng này. Được chưa? Mà mặc có thoải mái, nó bị ôm nhà Việt Nam đâu. Không bị cứng chất đâu chị ơi, này form này, quần này. Không hề là bị gì à, lộ đúng kích đúng, nó ôm vào khít vào cái chân của mình. Ôm khít vào cái chân của mình. Nếu các chị mặc ở trong cho em, tất cả những áo phông hay là sơ mi mix nó rất là đẹp cho em. Rất là đẹp cho em nhá. Lấy áo sơ mi trang mặc lên số điện thoại cho em chị ơi, sơ mi mặt cười. Sơ mi cà vạt mặt cười kèm xuống cho em. Sơ mi em đang tặng khách hàng cho em với giá là 179.000 nhỉ. 179.000. Còn quần thì 120 cái, 2 cái 200, quần này em nghĩ là ai cũng phải có tủ đồ đấy. Em nghĩ là quần này ai cũng phải có tủ đồ đấy các chị ơi. Đấy, các chị mua quần nhà em hàng xịn Quảng Châu cho em luôn, khóa sau nhất thì yêu nhá. Này đấy, khóa sau cho em, mặc nó cực đẹp luôn, lên form cực đẹp. Nếu như các chị mua ở ngoài, một là sẽ bị bó tịt này, hai là sẽ bị lộ đũng, nhưng mà mặc các chị mặc sẽ bị co. Nhưng riêng quần này nó đàn hồi tốt, các chị mặc rất thoải mái luôn, không hề có chị một tí nào cho em. Em bán 120 cái, 2 cái 200, nâng bông nó miếc đẹp cho em, tạp cao các chị nhá. Quần idol kèm xuống này cho em chị ơi, quần idol kèm xuống này cho em. Quần này cực sướng luôn, các chị tranh thủ lấy cho em một đôi mặc đẹp cực kỳ luôn cho em. Thanh ngọc đấy hai cái nhá. Dương Anh ok hai cái, một trắng một đen luôn ok. Cho chị hai cái đen ok. Thảo Tú sơ mi trang mặc ok chị Huyền Bình. Sơ mi các chị lên cho em sơ mi mặt cười đúng không em? Sơ mi mặt cười, sơ mi cà vạt mặt cười cho em. Hàng này hàng xịn của em, các chị ơi, cái cà vạt tôi cũng xịn luôn. Ok chưa? Cái này bán 260 em sale, các chị yêu trong livestream còn có 179.000 sơ mi thôi. Tặng các chị yêu trong livestream cho em 179.000 cái sơ mi thôi, nhưng không có số lượng nhiều nhá. Không có số lượng nhiều. Ok, quần idol hai cái, ok Minh Dương nhá. Đấy, quần này hiện tại nó thích trên thị trường nó khá là nhiều. Nhưng mà để các chị mua đúng hàng Quảng Châu là một, đúng cái chất mà như em đang cầm này các chị này. Đấy, nó mềm như thế này thì em nghĩ là khó đấy. Khó đấy các chị ạ. Nên là gặp được cái like này các chị tranh thủ lấy cho em. Em bán cho các chị vì đam mê thôi, nhưng cái chất quần nhà em bán cái gì ra cũng là xịn nha các chị. Nên là ai mà thích mặc một cái quần ở trong này, mặc trong để mặc mùa này các chị mặc phông ấy, mặc phông một phía các chị là cần có những cái quần này đúng không ạ? Cần có những quần này, quần này nhà em chất nó không bị mỏng, nên là nó không phải những cái quần của người ta mặc cái legging mà mỏng teo cái đâu. Nó không bị phản cảm, quần nhà em nó dày dặn, nó chất kaki các chị nha, mà nó co giãn tốt, mặc sướng lắm đấy. Quần idol kèm số điện thoại giùm em các chị ơi, được chưa? 100 một cái, mua hai cái 200. Chuẩn hàng của IIG Quảng Châu cho em, tem mác mã vạch nhé các chị ơi. Những cái quần này mua không tội gì không mua. Đúng rồi, 120 cái, 2 cái 200, M từ 40 đến cho em là 52, L cho em đến 57 và XL 63 cân cho em. Những quất chất nó mềm như này cơ mà. Em gập hai cái gấu vào các chị nhá. Gập hai cái gấu em điệu chị xem này, đây, hai gấu nhá các chị nhá. À, mà nó còn như thế này cơ mà, sướng lắm. Mà nó không bị co quần. Ghét nhất là mặc cái quần mà kiểu như này, đứng lên ngồi xuống nó co mẹ lên. Đang ngồi đứng như này thì đứng lên nó co, còn lên con này. Cứ mỗi lần đứng lên ngồi xuống nó phải chỉnh đúng không ạ? Nhưng quần đó định hình luôn. Định hình luôn các chị nhá. Còn khẳng định là quần này em nghĩ là tủ đồ không thể nào chịu thiếu đâu. Quần idol kèm xuống lại cho em cha.
các chị nhá. Quần idol kèm số này cho em Trang, không bị cộc quá này, không bị hở vòng mông này được chưa? Nó qua đoạn này rồi, không bị hở mông nhá. Mặc vừa đẹp vừa kín đáo vừa sang vừa chất vừa xịn cho em. 129.000 à 120 cả hai trăm cho em. Sơ mi cà vạt mặt cười 179.000 chị gái ơi. Sơ mi mặc từ 40-60 cân cho em vượt. Hai quần idol và một cái sơ mi ok này cho chị, sơ mi mặt cười ok này. Sơ mi cà vạt mặt cười 179k, chất sơ mi xịn cho em, bao chất không nhăn không nhào cho em. Được chưa? Cà vạt xịn luôn cho em. Cà vạt xịn cho em luôn. Riêng con này bao đỉnh. Con này nhà em các chị mua 179.000 là rẻ rồi, không có cái chỗ nào có thể rẻ hơn ở đâu chứ chị nhá. Chất thì bao mê luôn, mặc lên đẹp cực kỳ. Đúng rồi, lấy hai quần mà idol nhá. Quần này lên cho em một quần idol cho em. Hot mà. Hot cực kỳ luôn, nhưng mà phải là gì ạ? Các chị về form của em, về form của nhà em thì các chị mặc không phải bàn cãi luôn. Còn ngoài kia em khẳng định chẳng có đứa nào khẳng định cho các chị yêu form chuẩn đâu. Nhưng riêng con này em Trang mặc được, các chị yên tâm, vì em mặc được cực kỳ khó mặc quần. Mà em mặc con này đẹp và các chị mặc còn đẹp nữa, nên các chị mua quần nhà em các chị yên tâm này. Em thề với chị luôn, nó như thế này. 120 cái 200 quần idol kèm xuống này cho anh nhá, mix cả thế giới luôn. Mix cả thế giới luôn, mặc ở trong phong phía các kiểu này. Được chưa? Sơ mi dáng rộng này, các chị đẹp quá cho em luôn. Mông miếc lên nó tròn đẹp mà nó không bị lép mông nha. Có những cái quần ôm nha, các chị mặc lên không thấy mông luôn. Đó, nhưng mà có những cái quần ôm mặc lên mông cong đẹp mà cho em mà nó tròn được chưa? Và đặc biệt luôn là nó không bị co gấu quần lên. Không phải co gấu quần lên các bà nha, được chưa? Đấy, sơ mi trong mặc ok luôn, lên cho em mã này cho em là sơ mi gì ạ? Sơ mi cà vạt mặt cười kèm số này cho em. Sơ mi em đang tặng khách hàng cho em với giá là 179k, còn quần thì em tặng là 120 cái 200. Quần idol nhá các chị nhá, quần idol. Lan Anh này, số này chị đi Nga Trần ok có đơn, sướng lắm em ạ. Sướng lắm. Quần này chị em mua một lần mặc cho chị 5-7 năm luôn. Chất của nó chất kaki mềm nhá. Cái kaki mềm quá trời ơi. Không phải là u mì, không phải là vải cho em quá trời ơi. Được chưa? Mà gì ạ? Đây, mã vạch tem mác Quảng Châu xịn. 120 cái 200, không thể thiếu tủ đồ cái quần này đâu. Không thể thiếu tủ đồ đâu các chị nhá. Lan Tây ok, hai quần lên xuống cho em biết. Cạp cao trời ơi, cạp cao qua rốn đấy. Cạp cao nhá chị nhá, cạp cao này. Được chưa? Cạp cao nhá, mông miếc này, đây này. Thoải mái cho em luôn. 120 cái 200. Quần idol hai cái yêu xe mờ chị Tú Tú này. Chị lấy hai con đen ok, chị lấy một trắng một đen ok Quỳnh Hà nhá. Chốt đơn chị Hương Mai có đơn hai quần cho em một Thảo Tí ok, lấy sơ mi này. Sơ mi chỉ có một size tình yêu. Sơ mi một size nhá. Mặc cho em từ 40 đến 60 cân cho em với sơ mi này. Sơ mi một size. Sơ mi cái gì nhà mặt cười, cà vạt mặt cười. Kèm số này cho em, 40 60 cân mặc vừa sơ mi cho em. Cái này em bán tặng khách hàng cho em trong livestream là 179k một cái sơ mi. Mà nhìn cái cà vạt này nó xịn vãi trường luôn chị ạ. À. Cái sơ mi này đẹp lắm luôn ấy. Em đang tính là để mấy nó đi con đảo với các chị vào mặc tim cái áo này, chụp ảnh nhân sinh lắm, mix với cái quần này đẹp cực kỳ luôn. Đấy, cái quần này nhà em về các chị mix cái gì đẹp nhá. Ok, quần idol hai cái ok, Lan Hương xuống đây cho em đi, rẻ các chị ạ. 120 cái 200, đứng lên ngồi xuống thoải mái và nó vận động theo người luôn, mà đặc biệt nó không hề bị co quần lên cho em, nó sướng nha, đỉnh cao luôn. Các chị nào mặc cái quần này mà nó gặp cái tình trạng nhanh trang nói thì đổi sang quần nhà em đi. 120 cái 200. Đúng rồi chị Hồng Tú ơi, quần idol kèm xuống cho em đi. Sơ mi cà vạt mặt cười cho chị Hà Dương xuống cho em đi. Nga Vọc Ngọc hai quần với một sơ mi này. Chị Lan Tây ơi, xin sơ mi 58 các thoải mái. Quần thì 58 các lấy cho em size XL giùm em. Quần 3 size M lấy chị ơi, form đẹp lắm. Form đẹp nhá. Form đẹp và xuất sắc luôn, em khẳng định luôn, chị nào khó tính mà mua những quần dạng như thế này ở ngoại thị trường chưa có quần nào các chị ưng thì các chị mua thử quần nhà em, khẳng định là ưng rụ tim luôn. Ưng rụ cái tim luôn các chị ạ, à. Nó đỉnh cao cho em nhá. Đấy, quần idol thôi. Form đẹp. Form rất đẹp luôn mà ôm trọn người đẹp dã man luôn các chị ơi. Đẹp các vạn là các chị mặc quần legging, mà cái quần legging mặc nó ngắn ấy, à nó mỏng với các chị. Nó mỏng ấy, trông nó kiểu trông nó hơi bị phản cảm, những quần này nó kaki nên mặc nó dày dặn đẹp. Mặc nó dày dặn đẹp các chị ạ. Ok Hải Dương nha. Hai cái quần với một áo sơ mi ok. Các chị lên số điện thoại cho em đi, nhiều chị đặt hàng quá mà chưa có số điện thoại này. Chị Hồng Tụ Hồng Tư cũng không có số điện thoại cho em này. Sơ mi 179k. Sơ mi 179 chưa? Sơ mi 179 nhá, sơ mi mặt cười cà vạt cho em. À, Lan Anh ơi, em nhìn thấy chị rồi. Lại gọi điện rồi, trời ơi, lại bị giật mạng rồi. Quần này mặc cho sướng các chị ạ, quần này mặc thích lắm, thật sự luôn. Quần này em nghĩ là ai phải có nhá, chất của nó là chất kaki xịn của hàng của IG Quảng Châu này. Các chị thấy em Trang bán các chị giá quần sướng không? Thật sự luôn đấy, mặc nó đã dã man luôn, mặc vừa sướng vừa phê form co giãn thích cực kỳ luôn. Quần này hai màu trắng đen nhá. Màu cho nó mặc trên người là màu đen này, giá của nó dáng đùi lỡ nha các chị ơi. Rất là thích để mình mặc thế rồi thì mình mặc sơ mi này, hoặc là mình mặc cho em với cái gì nhỉ, cái này tải ở trên page của chị nhá. Mặc sơ mi hoặc là các chị mặc cho em với áo phông ấy, rất là đẹp. Quần này em chỉ tặng các tình yêu hàng Quảng Châu xịn nhá chị nhá, Quảng Châu xịn cho em luôn các chị nhá. Quần em mặc này đây, đẹp dã man luôn, mông miếc đẹp cho em tròn này. Để cho co giãn là một thoải mái cực kỳ luôn, mà nó là chất kaki các chị ạ, à. Nó không phải chất u mì nhưng người ta hay bán đâu. Em tặng khách hàng cho em với giá là 120 cái 200 các chị nhá. 120 cái 200 có 3 size M, L, XL cho em, 40 cho em đến là
62 cân mặc thoải mái cho em luôn. Chiều lấy quần này lên cho em là quần quần cái gì là quần quần idol. Quần idol cho em với chị nhá. Cái này tận nhiều idol mặc lắm, mẹ hai có quần này. Nhưng mà các chị mua hàng cái hàng mà vải kaki xịn nhà em thì hiếm lắm chị ơi. Đây. Lấy nha em mặc quần idol giùm em với chị nhá, hàng Quảng Châu xịn cho em luôn. Hai màu cơ bản là trắng và đen. Chất kaki mềm mặc sướng và không bị lộ nhá các chị nhá, không bị lộ này. Nếu các chị mà mua những cái chất kia là sẽ bị lộ mu mặc cái xấu gì à, nhưng con này nhà em thì không này. Lên mông miếc đẹp cho em luôn, tròn quả xinh. Lên cho em mã quần idol kèm xuống đây cho em. Được chưa? 120 cái 200 chất kaki mặc sướng lắm. Cạp khóa của nó là khóa cạp kéo sau các chị nhá. Phía trước cạp như thế này, đẹp lắm các chị ơi, xinh lắm, co giãn mềm sướng lắm. 120 cái 200 không phải mặc hàng Việt Nam làm gì, cứ hàng này chơi cho em. Sướng mà mềm mà thích lắm. Về mic sock này, à về mic phông này, mic sơ mi đẹp cực kỳ cho em, dáng nó lỡ lỡ này. Các chị mặc không đi giày thao xinh cực, xinh dã man cho em luôn. Lên cho em mã quần idol kèm xuống lại cho em nhá. Lên nha em mã quần này là cho em là quần idol kèm xuống tay cho em. Chiên khách hàng 120 cái 2 cái 200. Thích màu đen thì trang mặc lên cho em quần idol màu đen, mà thích màu trắng lên cho em quần idol màu trắng, tốt nhất lên lịch 2 cái. Về mic đồ sướng lắm. Đúng rồi ạ, 120 cái 2 cái 200 nhìn mác mua này. Nhìn mác mua các chị yêu nha. Nhìn mác mua nha. Mua hàng chuẩn Quảng Châu cho em luôn, không phải mua hàng vớ vẩn làm gì. Sơ mi trang mặc lên cho trang là sơ mi cà vạt mặt cười cho em. Cà sơ mi cà vạt mặt cười hàng siêu cấp luôn. Con này em bán là 260 nhưng trong line em sale có tình yêu còn 179.000 đi. 260 nhưng xong này sale 179 cho hàng là còn không có hàng đâu, có chị tranh thủ lấy nhá. Sale 179 cho em. Đấy, sơ mi nhà em rất là đẹp luôn, cực đỉnh. Cơ sao cả mặt mặt cười rồi cứ quay là người ta vừa đặt tên xong rồi quay ra cái cãi một tên là sao nhỉ? Quần idol hai cái chị Hùng Hùng Dương có đơn cho em này. Quần idol kèm số điện thoại cho em, có chị nhớ cho em quần này nhà em là quần chất kaki, nó không phải là chất mì như hàng hàng Việt Nam làm mà nó siêu co giãn luôn, có chị nhìn thấy chất không? Rất là đẹp. Cái này các chị mặc cho em 4 mùa cho em luôn, chung mix đồ rất đẹp. Nên mình mix là áo len này hoặc áo phông nhá, rất là dễ mặc cho em luôn. Đây các chị nhìn chất này. Đấy MLX cho em chị ơi, MLX cho em 40 đến 63 cân cho em. M từ 40 cho em đến cho em 52 cân, L cho em đến là 57 cân và XL đến cho em 62 63 cân, co giãn cực tốt luôn. Và vấn đề đó là hàng xịn Quảng Châu cho em, chất kaki rồi em các chị nhá. Đấy mặc đẹp cực kỳ luôn, các chị mix đồ sướng luôn đây. Co giãn sướng này. Được chưa? Mà mặc có thoải mái, nó bị ôm nhà Việt Nam đâu. Không bị cứng chất đâu chị ơi, này form này, quần này. Không hề là bị gì à, lộ đúng kích đúng, nó ôm vào khít vào cái chân của mình. Ôm khít vào cái chân của mình. Nếu các chị mặc ở trong cho em, tất cả những áo phông hay là sơ mi thì nó rất là đẹp cho em. Rất là đẹp cho em nhá. Lấy áo sơ mi trang mặc lên số điện thoại cho em chị ơi, sơ mi mặt cười. Sơ mi cà vạt mặt cười kèm số điện thoại cho em. Sơ mi em đang tặng khách hàng cho em với giá là 179.000 nhỉ. 179.000. Còn quần thì 120 cái 200, quần này em nghĩ là ai cũng phải có tủ đồ đấy. Em nghĩ là quần này cũng phải có tủ đồ đấy các chị ơi. Đấy các chị mua quần nhà em hàng xịn Quảng Châu cho em luôn, khóa sau nhất thì yêu nhá. À. Đấy, khóa sau cho em, mặc nó cực đẹp luôn, lên form cực đẹp. Nếu như các chị mua ở ngoài, một là sẽ bị bó tịt này, hai là sẽ bị lộ đũng, và mặc các chị mặc sẽ bị co. Nhưng riêng quần này nó đàn hồi tốt, các chị mặc rất thoải mái luôn. Không hề có chị một tí nào cho em bán 120 cái 200, nâng bông miếc đẹp cho em, tạp cao các chị nhá. Quần idol kèm số này cho em chị ơi. Quần idol kèm số này cho em. Quần này cực sướng luôn, chị tranh thủ lấy cho em một đôi mặc đẹp cực kỳ luôn cho em. Thanh ngọc đấy hai cái nhá. Dương Anh ok hai cái, một trắng một đen luôn ok. Cho chị hai cái đen ok. Thảo Tú sơ mi trang mặc ok chị Huyền Bình. Sơ mi các chị lên nha, sơ mi mặt cười đúng không em? Sơ mi mặt cười, sơ mi cà vạt mặt cười cho em. Hàng này hàng xịn nhỏ em các chị ơi, cái cà vạt cũng xịn luôn. Ok chưa? Cái này bán 260 em sale các thì yêu trong livestream còn có 179.000 sơ mi thôi. Tặng các thì yêu trong livestream cho em 179.000 cái sơ mi thôi, nhưng không có số lượng nhiều nhá. Không có số lượng nhiều. Ok, quần idol hai cái ok Minh Dương nhá. Đấy, quần này hiện tại nó thích trên thị trường nó khá là nhiều. Nhưng mà để các chị mua đúng hàng Quảng Châu là một, đúng cái chất mà như em đang cầm là các chị này. Đấy nó mềm như thế này thì em nghĩ là khó đấy. Khó đấy các chị ạ. Nên là gặp được cái like này các chị tranh thủ lấy cho em. Em bán cho các chị vì đam mê thôi, nhưng cái chất quần nhà em bán cái gì ra cũng là xịn nha các chị. Nên là ai mà thích mặc một cái quần ở trong này, mặc trong để mặc mùa này các chị mặc phông ấy, mặc phông một phía các chị là cần có những cái quần này đúng không ạ? Cần có những quần này nhà em chất nó không bị mỏng, nên là nó không có những cái quần của người ta mặc cái legging mà mỏng teo cái đâu. Nó không bị phản cảm, quần nhà em nó dày dặn, nó chất kaki các chị nha. Mà nó co giãn tốt, mặc sướng lắm đấy. Quần idol kèm số điện thoại giùm em các chị ơi. Được chưa? 100 hai cái 200 chuẩn hàng của IIG Quảng Châu cho em, tem mác mã vạch nhé các chị ơi. Những cái quần này mua không tội gì không mua. Đúng rồi, 120 cái 200, M từ 40 đến cho em là 52, L cho em đến 57 và XL 63 cân cho em. Những quất chất mềm như này cơ mà. Em gập hai cái gấu vào các chị nhá. Gập hai gấu em điệu chị xem này, đây, hai gấu nhá các chị nhá. À, mà nó còn như thế này cơ mà, sướng lắm. Mà nó không bị co quần. Ghét nhất là mặc cái quần mà kiểu như này, đứng lên ngồi xuống nó co mẹ lên. Đang ngồi đứng như này thì đứng lên nó co, còn lên con này. Cứ mỗi lần đứng lên ngồi xuống nó phải chỉnh đúng không ạ? Nhưng quần đó định hình luôn. Định hình luôn các chị nhá. Còn khẳng định là quần này em nghĩ là tủ đồ không thể nào chịu thiếu đâu. Quần idol kèm xuống này cho em Trang các chị nhá. Quần idol kèm xuống này cho em Trang, không bị cộc quá này, không bị hở vòng mông này chưa? Nó qua đoạn này rồi không bị hở mông nhá. Mặc vừa đẹp vừa kín đáo vừa sang vừa chất vừa xịn cho em. 129.000 à 120 cái 200 cho em. Sơ mi cà vạt mặt cười 179.000 chị gái ơi. Sơ mi mặc từ 40 60 cân cho em vừa.
hai quần idol và hai quần idol và một cái sơ mi ok này cho chị, sơ mi mặt cười ok này, sơ mi cà vạt mặt cười 179k, chất sơ mi xịn cho em, bao chất không nhăn không nhào cho em, được chưa, cà vạt xịn luôn cho em, cà vạt xịn cho em luôn, riêng con này bao đỉnh, con này nhà em các chị mua 179k là rẻ rẻ rồi. Rẻ có không có cái chỗ nào có thể rẻ hơn ở đâu chứ chị nhá. Chất thì bao mê luôn, mặc lên đẹp cực kỳ. Đúng rồi, lấy hai quần mà idol nhá. Quần này lên cho em một quần idol cho em. Hot mà, hot mà, hot cực kỳ luôn. Nhưng mà phải là gì ạ? Các chị về form của em, về form của nhà em thì các chị mặc không phải bàn cãi luôn. Còn ngoài kia em khẳng định chẳng có đứa nào khẳng định cho các chị yêu form chuẩn đâu. Nhưng riêng con này em trang mặc được, các chị yên tâm vì em mặc được cực kỳ khó mặc quần. Mà em mặc con này đẹp và các chị mặc còn đẹp nữa nên các chị mua quần nhà em các chị yên tâm này. Em thề với chị luôn, nó như thế này 120 và cái 200 quần idol kèm xuống này cho anh nhá, mix cả thế giới luôn, mix cả thế giới luôn, mặc ở trong phông phiếc các kiểu này, được chưa, sơ mi dáng rộng này các chị ơi, đẹp quá cho em luôn đấy. Mông mix lên nó tròn đẹp mà nó không bị lép mông nha, có những cái quần ôm nha các chị mặc lên không thấy mông luôn á, nhưng mà có những cái quần ôm mặc lên mông con đẹp mà cho em mà nó tròn, được chưa, và đặc biệt luôn là nó không bị co gấu quần lên, không phải co gấu quần lên các bà nha, được chưa, giấy sơ mi trong mặc ok luôn, lên cho em mã này cho em là sơ mi gì ạ, sơ mi cà vạt mặt cười kèm xuống cho em, sơ mi em đang tặng khách hàng cho em với giá là 179k, còn quần thì em tặng là 120 cái 200, quần idol nhá các chị nhá, quần idol. Lan Anh này xuống đây chị đi Nga Trần ok có đơn, sướng lắm em ạ, sướng lắm, quần này chị em mua một lần mặc cho chị 5-7 năm luôn, chất của nó chất kaki mềm nhá, cái kaki mềm quá trời ơi, không phải là u mì, không phải là vải cho em quá trời ơi, được chưa, mà gì ạ, đây mã vạch tem mác Quảng Châu xịn 120 cái 200, không thể thiếu tủ đồ cái quần này đâu, không thể thiếu tủ đồ đâu các chị nhá. Lan Tây ok hai quần lên xuống cho em, với cặp cao chị ơi, cặp cao qua rốn này, cặp cao nhá chị nhá, cặp cao này được chưa, cặp cao nhá, mông miếc này lên này, thoải mái cho em luôn, 120 cái 200. Quần idol hai cái SM chị Tú Tú này, chị lấy hai con đen ok, chị lấy một trắng một đen ok, Quỳnh Hà nhá. Chốt đơn chị Hương Mai có đơn hai quần cho em, một Thảo Tí ok, lấy sơ mi này. Sơ mi chỉ có một size tình yêu, sơ mi một size nhá. Mặc cho em từ 40 đến 60 cân cho em với sơ mi này. Sơ mi một size. Sơ mi cái gì nhà mặt cười, cà vạt mặt cười. Kèm số này cho em, 40 60 cân mặc vừa sơ mi cho em. Cái này em bán tặng khách hàng cho em trong livestream là 179k một cái sơ mi. Mà nhìn cái cà vạt này nó xịn vãi trường luôn chị ạ. Cái sơ mi này đẹp lắm luôn ấy. Em đang tính là để mấy nó đi con đảo với các chị vào mặc tim áo này, chụp ảnh nhân sinh lắm, mix với cái quần này đẹp cực kỳ luôn. Đấy, cái quần này nhà em về chị mix cái dính đẹp nhá. Ok, quần idol hai cái ok, Lan Hương xuống đây cho em đi, rẻ các chị ạ. 120 một cái, hai cái 200. Đứng lên ngồi xuống thoải mái mà nó vận động theo người luôn, mà đặc biệt nó không hề bị co quần lên cho em, nó sướng nha. Đỉnh cao luôn. Các chị nào mặc những quần này mà nó gặp cái tình trạng nhanh chàng nói đi, đổi sang quần nhà em đi. 120 cái, hai cái 200. Đúng rồi chị Hồng Tú ơi, quần idol kèm xuống cho em đi. Sơ mi cà vạt mặt cười cho chị Hà Dương xuống cho em đi. Nga Vọc Ngọc hai quần với một sơ mi này. Chị Lăng Tây xin sơ mi 58 cái thoải mái. Quần thì 58 cái lấy cho em size XL giùm em. Quần 3 size M lấy chị ơi, form đẹp lắm. Form đẹp nhá. Form đẹp và xuất sắc luôn, em khẳng định luôn, chị nào khó tính mà mua những quần dạng như thế này ở ngoại thị trường chưa có cái quần nào các chị ưng thì các chị mua thử quần nhà em, khẳng định là ưng rụ tim luôn. Ưng rụ cái tim luôn các chị ạ, nó đỉnh cao cho em nhá. Đấy, quần idol cho em. Form đẹp. Form rất đẹp luôn mà ôm trọn người đẹp dã man luôn các chị ơi. Đẹp các vạn là các chị mặc quần legging, mặc cái quần legging mặc nó ngắn ấy, nó mỏng với các chị. Nó mỏng ấy, trông nó kiểu trông nó hơi bị phản cảm, những quần này nó kaki nó mặc nó dày dặn đẹp. Mặc cái dày dặn đẹp các chị ạ. Ok Hải Dương nha. Hai cái quần với một áo sơ mi ok. Các chị lên số điện thoại cho em đi, nhiều chị đặt hàng quá mà chưa có số điện thoại này. Chị Hồng Tụ Hồng Tư không có số điện thoại cho em này. Sơ mi 179k. Sơ mi 179 chị ơi. Sơ mi 179 nhá, sơ mi mặt cười cả vạt cho em. Lan Anh ơi em nhìn thấy chị rồi. Lại gọi điện rồi, trời ơi, lại bị giật mạng rồi. Quần này mặc cho sướng các chị ạ, quần này mặc thích lắm, thật sự luôn. Quần này em nghĩ là ai phải có nhá, chất của nó là chất kaki xịn của hàng của IG Quảng Châu này. Các chị đấy em trang bán các chị giá quần sướng không? Thật sự luôn đấy, mặc nó đã dã man luôn, mặc vừa sướng vừa phê form co giãn thích cực kỳ luôn. Quần thì hai màu trắng đen nhá. Màu cho nó mặc trên người là màu đen này, giá của nó dáng đùi lỡ nha các chị ơi. Rất là thích để mình thế rồi thì mình mặc sơ mi này, hoặc là mình mặc cho em với mình mặc sơ mi hoặc mình mặc cho em với cái gì nhỉ, cái này tải ở trên page của chị nhá. Mặc sơ mi hoặc là các chị mặc cho em với áo phông ấy, rất là đẹp. Quần này em chỉ tặng các tình yêu hàng Quảng Châu xịn nhá chị nhá, Quảng Châu xịn cho em luôn các chị nhí. Quần em mặc này đây, đẹp dã man luôn, mông miếc đẹp cho em tròn này, để cho co giãn là một thoải mái cực kỳ luôn, mà nó là chất kaki các chị à, nó không phải chất u mì nhá, người ta hay bán đâu. Em tặng khách hàng cho em với giá là 120 cái 200 các chị nhá. 120 cái 200 có 3 size M, L, XL cho em, 40 cho em đến là 62 cân mặc thoải mái cho em luôn. Chiều lấy quần này lên cho em là quần cái gì là quần này gọi là quần idol. Quần idol cho em các chị nhá. Cái này tận nhiều idol mặc lắm, mẹ hay có quần này, nhưng mà các chị mua cái hàng mà vải kaki xịn nhà em thì hiếm lắm các chị ơi. Đây. Lấy cho em mã quần idol giùm em các chị nhá, hàng Quảng Châu xịn cho em luôn, hai màu cơ bản là trắng và đen. Ở chất kaki mềm mặc sướng và không bị lộ nhá các chị nhá, không bị lộ này. Nếu các chị mà mua những cái chất kia là sẽ bị lộ mu mặc cái xấu gì à, nhưng con này nhà em thì không này.
lên mông miếc đẹp cho em luôn, tròn quả xinh. Lên cho em mã quần idol kèm chuỗi dây cho em, được chưa? 120 một cái, hai cái 200 chiếc kaki mặc sướng lắm. Cạp khóa của nó là khóa cạp kéo sau các chị nhá. Phía trước cạp như thế này, đẹp lắm các chị ơi, xinh lắm, co giãn mềm sướng lắm. 120 một cái, hai cái 200, không phải mặc hàng Việt Nam làm gì, cứ hàng này chơi cho em. Sướng mà mềm mà thích lắm. Về mic sock này, à về mic phông này, mic sơ mi đẹp cực kỳ cho em, dáng nó lỡ lỡ này. Các chị mặc không đi giày thao xinh cực, xinh dã man cho em luôn. Lên cho em mã quần idol kèm chuỗi dây cho em nhá. Lên cho em mã quần này là cho em là quần idol kèm số điện thoại cho em, chia khách hàng 120 cái, 2 cái 200. Thích màu đen nên trang mặc lên cho em quần idol màu đen, mà thích màu trắng lên cho em quần idol màu trắng, tốt nhất là lấy 2 cái. Về mic đồ sướng lắm. Đúng rồi ạ, 120 cái, 2 cái 200, nhìn mác mua này. Nhìn mác mua các chị yêu nha. Nhìn mác mua nha. Mua hàng chuẩn Quảng Châu cho em luôn. Không phải mua hàng với bẩn làm gì. Sơ mi trang mặc lên cho trang là sơ mi cà vạt mặt cười cho em. Cà sơ mi cà vạt mặt cười hàng siêu cấp luôn. Con này em bán là 260 nhưng trong line em sale có tình yêu còn 179.000 đi. 260 nhưng trong này sale 179 cho hàng là còn không có hàng đâu, có chị tranh thủ lấy nhá. Sale 179 cho em. Đấy, sơ mi nhà em rất là đẹp luôn, cực đỉnh. Cơ sao cà vạt mặt cười rồi cứ quay lần, người ta vừa đặt tên xong rồi quay ra cái cãi một tên là sao nhỉ? Quần idol hai cái chị Hùng Hùng Dương có đơn cho em này. Quần idol kèm số điện thoại cho em, các chị nhớ cho em quần này nhà em là quần chất kaki, nó không phải là chất mì như hàng hàng Việt Nam làm mà nó siêu co giãn luôn, các chị nhìn thấy chất không? Rất là đẹp. Cái này các chị mặc cho em 4 mùa cho em luôn, chung mix đồ rất đẹp. Mấy mình mix là áo len này hoặc áo phông nhá, rất là dễ mặc cho em luôn. Đây các chị nhìn chất này. Đấy MLX cho em chị ơi, MLX cho em 40 đến 63 cân cho em. M từ 40 cho em đến cho em 52 cân, L cho em đến là 57 cân và XL đến cho em 62 63 cân, co giãn cực tốt luôn. Và vấn đề đó là hàng xịn Quảng Châu cho em, chất kaki giùm em các chị nhá. Đấy mặc đẹp cực kỳ luôn, các chị mix đồ sướng luôn này. Co giãn sướng này. Được chưa? Mà mặc có thoải mái, nó bị ôm nhà Việt Nam đâu. Không bị cứng chất đâu các chị ơi, này form này, quần này. Không hề là bị gì à, lộ đúng kích đúng, nó ôm vào khít vào cái chân của mình. Ôm khít vào cái chân của mình. Nếu các chị mặc ở trong cho em, tất cả những áo phông hay là sơ mi mix nó rất là đẹp cho em. Rất là đẹp cho em nhá. Lấy áo sơ mi trang mặc lên số điện thoại cho em chị ơi, sơ mi mặt cười. Sơ mi cà vạt mặt cười kèm số điện thoại cho em. Sơ mi em đang tặng khách hàng cho em với giá là 179.000 nhỉ. 179.000. Còn quần thì 120 một cái, 2 cái 200. Quần này em nghĩ là ai cũng phải có tủ đồ đấy. Em nghĩ là quần này cũng phải có tủ đồ đấy các chị ơi. Đấy các chị mua quần nhà em hàng xịn Quảng Châu cho em luôn, khóa sau nhất thì yêu nhá. À. Đấy, khóa sau cho em, mặc nó cực đẹp luôn, lên form cực đẹp. Nếu như các chị mua ở ngoài, một là sẽ bị bó tịt này, hai là sẽ bị lộ đũng và mặc các chị mặc sẽ bị co. Nhưng riêng quần này nó đàn hồi tốt, các chị mặc rất thoải mái luôn, không hề có chị một tí nào cho em. Em bán 120 một cái, 2 cái 200, nâng bông nó miếc đẹp cho em, cạp cao các chị nhá. Quần idol kèm số này cho em, chị ơi. Quần idol kèm số này cho em. Quần này cực sướng luôn, chị tranh thủ lấy cho em một đôi mặc đẹp cực kỳ luôn cho em. Thanh ngọc lấy hai cái nhá. Dương Anh ok hai cái, một trắng một đen luôn ok. Cho chị hai cái đen ok. Thảo Tú sơ mi trang mặc ok, chị Huyền Bình sơ mi các chị lên nha. Sơ mi mặt cười đúng không em? Sơ mi mặt cười, sơ mi cà vạt mặt cười cho em. Hàng này hàng xịn của em các chị ơi, cái cà vạt cũng xịn luôn. Ok chưa? Cái này bán 260 em sale các chị yêu, trong livestream còn có 179.000 sơ mi thôi. Tặng các chị yêu trong livestream cho em 179.000 cái sơ mi thôi, nhưng không có số lượng nhiều nhá. Không có số lượng nhiều. Ok, quần idol hai cái ok Minh Dương nhá. Đấy, quần này hiện tại nó thích trên thị trường nó khá là nhiều. Nhưng mà để các chị mua đúng hàng Quảng Châu là một, đúng cái chất mà như em trang cầm này các chị này. Đấy nó mềm như thế này thì em nghĩ là khó đấy. Khó đấy các chị ạ. Nên là gặp được cái like này các chị tranh thủ lấy cho em. Em bán cho các chị vì đam mê thôi, nhưng cái chất quần nhà em bán cái gì ra cũng là xịn nha các chị. Nên là ai mà thích mặc một cái quần ở trong này, mặc trong để mặc mùa này các chị mặc phông ấy, mặc phông một phía các chị là cần có những cái quần này đúng không ạ? Cần có những quần này, quần này nhà em chất nó không bị mỏng, nên là nó không phải những cái quần của người ta mặc cái legging mà mỏng teo cái đâu. Nó không bị phản cảm, quần nhà em nó dày dặn, nó là chất kaki các chị nha. Mà nó co giãn tốt, mặc sướng lắm đấy. Quần idol kèm số điện thoại giùm em các chị ơi, được chưa? 100 2 một cái, 2 cái 200. Chuẩn hàng của IIG Quảng Châu cho em, tem mác mã vạch nha em các chị ơi. Những cái quần này mua không tội gì không mua. Đúng rồi, 120 cái, 2 cái 200, M từ 40 để cho em đến 52, L cho em đến 57 và XL 63 cân cho em. Những cái quất nó, chất nó mềm như này cơ mà. Em gập hai cái gấu rồi các chị nhá. Gập hai cái gấu em điệu chị xem này, đây, hai gấu nhá các chị nhá. À, mà nó còn như thế này cơ mà, sướng lắm. Mà nó không bị co quần. Ghét nhất là mặc cái quần mà quần mà kiểu như này, đứng lên ngồi xuống nó co mẹ lên. Đang ngồi đứng như này thì đứng lên nó co thì còn lên con này. Cứ mỗi lần đứng lên ngồi xuống nó phải chỉnh đúng không ạ? Nhưng quần này nó định hình luôn. Định hình luôn các chị nhá. Còn khẳng định là quần này em nghĩ là tủ đồ không thể nào chịu thiếu đâu. Quần idol kèm số điện thoại cho em Trang các chị nhá. Quần idol kèm số điện thoại cho em Trang, không bị cộc quá này, không bị hở vòng mông này được chưa? Nó qua đoạn này rồi không bị hở mông nhá. Mặc vừa đẹp vừa kín đáo vừa sang vừa chất vừa xịn cho em. 129.000 à 120 một cái, 2 cái 200 cho em. Sơ mi cà vạt mặt cười 179.000 chị gái ơi. Sơ mi mặc từ 40 60 cân cho em vừa. Hai quần idol và một cái sơ mi ok này, cho chị sơ mi mặt cười ok này. Sơ mi cà vạt mặt cười 179k, chất sơ mi xịn cho em, bao chất không nhăn không nhào cho em. Được chưa? Cà vạt xịn luôn cho em. Cà vạt xịn cho em luôn. Riêng con này bao đỉnh. Con này nhà em các chị mua 179.000 là rẻ rẻ cả. Rẻ có không có cái chỗ nào có thể rẻ hơn ở đâu chứ chị nhá. Chất thì bao mê luôn, mặc lên đẹp cực kỳ. Đúng rồi, lấy hai quần mà idol nhá. Quần này lên cho em một quần idol rồi em. Hot mà. Hot cực kỳ luôn.